Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ em không hút thuốc, giờ chỉ ăn chích đi chị. Gì? Chích, chích. Trời không ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chứ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì có chích lâu lâu cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, ừ, đúng không? Ừ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ, con làm kế toán. Vậy hả? Con làm ở đâu, quận mấy? Dạ, con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, quận Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn? Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á, thì em hết nhìn được môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á, thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là rõ rồi. Nha em. Chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la lên Linh nghe không được gì chứ. Thôi xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, trung thủy, độc lập. Dạ, điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình duyên của cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm, lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Cái đó cũng hay á, thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi, cưới sớm sớm nha, đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. À. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Rồi, trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. À. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Em muốn giờ một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hoạt động với mọi người. Ừ. Là đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là chỉ là về cái tâm mình như trước. Nhiều khi cao quá về cái nữa nhà cũng vậy. Chứ là còn hiểu nhau. Đâu quay mặt đây tôi ngó coi sao. Bộ con gái cao đẹp mà. Nhiều khi cũng tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Ừ. Tự nhận mình ưa nhìn luôn. Dạ. Đúng không? Ừ. Coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Đáng còn mình thì sao? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là trung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết trung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, giờ chỉ ăn chích đi chị. Gì? Chích, chích. Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chứ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không. Chích thì cũng có chích lâu lâu, cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, đúng không? Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùng 1m45 cũng ok luôn. Nhưng còn mình thì sao, mình có mong người ta cao không? Dạ, cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều, mà... cao nhiêu nè? Em yêu nè. Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. À, dư sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. Em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi gọi cháu.
Em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. Là vui vẻ, dễ thương á. Em thấy thì cũng được. Nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây bây giờ hôm nay em đi cùng với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Ân ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai có... đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. Anh có một bó hoa á. Dạ. Anh cần tặng em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xương rồng. Dạ. Anh cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái cây xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cái sự kiêu ngạo. Thì anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cắt trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung mà nhìn em anh có thiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có đang hồi hộp, đúng không? Đang hồi hộp đó. Em thấy ảnh sao nè? Dạ em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ, lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhận xét thôi. Có thể những cái lúc trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Dạ. Thì nó mới bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không có ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa là gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo anh á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á, là anh có thể đưa em giữ em. Nếu mà em giữ như vậy á, thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần hóa đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không? Cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Vậy anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà? Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Vậy cũng ý tưởng. 9 đến 9 tháng đến 1 năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Quan điểm của nhà anh là không có gọi là chuyện làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua trên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê lập nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì mình ở trên đấy. Anh nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. Thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc, hai tay. Không có thuộc lợi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Cười quên lời cười. Lần đầu tiên mà anh gặp em á là anh thấy em là người ưa nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á thì anh thấy dường như là hồi tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em chưa nghe luôn. Anh 32. Dạ. Vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào bạn? Không biết nói sao.
chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3 nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động. Trời ơi. Sao nè, sao nè, nói nghe coi nè. Gì em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương, thật sự nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả, chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa của mình nha. Mọi người đi con đường riêng của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Đời đúng là đôi khi nó không như mình nghĩ nha. Bất ngờ ha. Bất ngờ. Mình chỉ tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi. Thôi, như vậy là người ta đã kết thúc ngày hẹn hò hôm nay. Ngày hẹn hò và coi như là 50-50 ha.